Nhiều người không biết, Shark Hưng ngoài vai trò là phó chủ tịch Sen Group, là một trong những Shark Tank rót bạc tỷ vào thương vụ startup vừa qua. Shark Hưng còn làm ông chủ của một công ty chuyên đầu tư thứ cấp vào nhiều dự án bất động sản lớn. Là một người khá nổi tiếng trong giới đầu tư địa ốc, với cương vị là phó chủ tịch tập đoàn Sen Group, một trong những tập đoàn hàng đầu hiện nay về mảng dịch vụ, phân phối bất động sản, ông Phạm Thành Hưng hay còn được gọi với cái tên là Shark Hưng trong chương trình Shark Tank Việt Nam thương vụ bạc tỷ đã khiến nhiều người bất ngờ với các thương vụ đầu tư của mình. Tham gia Shark Tank nhằm nâng đỡ. Với kinh nghiệm hàng chục năm lăn lộn trong lĩnh vực bất động sản, Shark Hưng rất hứng thú với các startup về bất động sản. Ông cũng đã từng đề nghị đầu tư 5 triệu đô la Mỹ cho một startup bất động sản, mức khủng nhất của Shark Tank Việt Nam đến nay. Dù tỏ ra rất hào hứng nhưng Shark Hưng cũng không cố chốt bằng được thương vụ này bởi startup này được định giá công ty quá cao. Với những thương vụ đã thành công trong chương trình, dường như mục đích của ông tham gia Shark Tank là nhằm tìm kiếm những startup phù hợp với phương châm cùng hợp tác để cùng có lợi cho các đối tác phát triển, thậm chí là nâng đỡ startup còn non trẻ chứ không hẳn là để thâu tóm chi phối. Vì thế, dễ hiểu khi Shark Hưng dù rất am hiểu bất động sản nhưng lại đầu tư vào những startup dường như chẳng liên quan, như là một công ty chế tạo xe lăn điện của Lê Văn Hóa 1 tỷ đồng, thương vụ thực phẩm hữu cơ Ogami 2 tỷ đồng, hoặc một startup về công nghệ 4.0 có tên là Flick được Shark Hưng cùng Shark Phú đầu tư 3 tỷ đồng, và startup công nghệ Farmtech được đầu tư 4,4 tỷ đồng cùng với Shark Vương. Và ở tất cả các thương vụ này, ông đều không nắm giữ tỷ lệ chi phối. Những thương vụ khủng của Shark Hưng. Có lẽ, việc tham gia Shark Tank không phải là kế hoạch làm ăn thâu tóm của Shark Hưng, mà những thương vụ đầu tư lớn trên thương trường địa ốc mới là món kinh doanh ưa thích của vị phó chủ tịch Sen Group này. Để hoàn thiện hệ sinh thái cho hệ thống môi giới, phân phối và tiếp thị bất động sản lớn nhất Việt Nam, cuối năm 2017, Senland, một công ty thành viên của Sen Group đã thâu tóm tới 80% cổ phần của Worldstarland, một công ty mới nổi với website công nghệ nghemoigioi.vn. Tổng giám đốc công ty này cũng là một startup nằm trong top 100 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2016. Nhiều người thực sự vẫn không biết Shark Hưng ngoài vai trò là phó chủ tịch Sen Group còn là chủ tịch của công ty cổ phần đầu tư và phát triển bất động sản thế kỷ Sen Invest CIV. Kể từ khi thành lập vào năm 2012 đến nay, Sen Invest đã và đang tham gia đầu tư xây dựng và vận hành cũng như đầu tư thứ cấp vào nhiều dự án bất động sản lớn nhỏ trên toàn quốc. Trong 5 năm, công ty Sen Invest của Shark Hưng khá kín tiếng trên thị trường. Nhưng trên thực tế, công ty này đã thực hiện được rất nhiều thương vụ xoay chuyển đình đám. Đơn cử như việc ngay năm thành lập, Sen Invest đã tham gia đầu tư vào dự án chung cư Lê Thành với 4 tòa chung cư cao 15 tầng, quy mô tới 624 căn hộ tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó 1 năm là đầu tư vào dự án Thăng Long Garden tại 250 Minh Khai Hà Nội và hồi sinh dự án Tân Tây Đô. Thành công hơn cả, phải kể tới thương vụ hợp tác với công ty cổ phần đầu tư xây dựng NHS phát triển dự án chung cư Helios Tower tại 75 Tam Trinh Hà Nội vào năm 2014. Khi đó thị trường bất động sản mới bắt đầu hồi phục, Sen Invest đầu tư vào căn hộ dự án này với giá rẻ. Chỉ một năm sau đó thị trường bất động sản bùng nổ trở lại, thì cũng là lúc dự án Helios bán đắt như tôm tươi, giá tăng không ngừng. Đây được xem là thương vụ thành công nhất của Shark Hưng với Sen Invest. Những năm sau đó, Shark Hưng tiếp tục mở rộng đầu tư vào rất nhiều dự án chung cư khác, như Time Gardens Hạ Long tại Quảng Ninh, dự án đất nền Sentosa City, Sentosa Riverside, Ngọc Dương Riverside Điện Ngọc, FLC Garden City tại Hà Đông, Golden Palm vào năm 2016. Đặc biệt, năm 2015, Sen Invest đã mua lại nhiều dự án tiểu khu Parkview Residence, Dương Nội từ Nam Cường để tự mình triển khai đầu tư, phát triển và vận hành dự án với quy mô 700 căn hộ chung cư. Chỉ bằng những thay đổi sản phẩm nhằm đáp ứng đúng phân khúc thị trường, dự án này đã ngay lập tức được tiêu thụ hết trong một thời gian ngắn. Mô hình này tiếp tục được Sen Invest thực hiện tại các dự án The Clay Park tại Hà Đông hồi năm 2017. Từ việc mua lại từ đối tác Hàn Quốc sẽ cung cấp cho thị trường tới hơn 900 căn chung cư, gần 50 shop house và hiện tại đã tiêu thụ gần hết. Như vậy, có thể nhận thấy rõ ràng, các dự án bất động sản có tiềm năng còn đang ẩn giấu mới là những miếng mồi lớn mà Shark Hưng quan tâm. Bên cạnh đó, các startup với những mô hình khởi nghiệp có ứng dụng công nghệ cao, có thị trường lớn và có tính sáng tạo trong giải pháp vẫn sẽ là khẩu vị cho Shark nổi tiếng kén chọn này trong đầu tư. Từ Gia Bảo theo Trí Thức Trẻ. Hãy để lại ý kiến của mình bằng cách để lại comment ở phía dưới nhé và subscribe cho kênh để theo dõi những video thú vị khác tiếp theo.